người ta nói gương kia người ở trên trời, nước ta đẹp được nhiều như ai. Gương đáp xưa kia mà hàng đẹp nhất tràng ngày nay. Con Linh Lan nó đẹp muôn phần dễ thương. Trời đó cô, thiệt cái chứ má ơi, thiệt cái chứ cái gì nó không lên nó nói được, nó bó tay với nó thiệt cái chứ. Là úp đâu đâu. Chưa từng trời ơi, hôm nay chị hàng đẹp của họ. Nhìn nó là nó dịch dịch. Đang về hàng nhiều vô, Linh Lan nó hít lắm. Kim Cương phải, Kim Cương giả nó kìa. Ở vậy đúng rồi, tại vì nó không có thì nó nói giả. Mười này chỉ là sao lầm luôn đó. Ai nó cũng nói giả hết, chỉ có mình nó thiệt à. Mà thiệt người ta hả? Trộm vía luôn á. Ta đi 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 cải tạo rồi, ta về ta quân quan, còn nó không có vi phạm gì mà hả? Nó vú ở trong nguồn á, nó vú cho chính luôn. Ngày hôm qua nghe Hằng nó nói là để chuyến này nó uống rượu được, mà nó uống rượu đình. Rượu đình á. Uống rượu đình. Lan ơi, tao cho mày một cái hiệu rượu liền, rượu đà chứ không phải rượu đình nè Lan. Rượu đà ngon hơn rượu đình nữa đó Lan ơi. Đó, rượu đà cưng trời ơi, thiệt cái chứ. Con bà trời thiệt cái chứ. Phải nói thiệt. Nếu mà pháp luật cho mày có cái lệnh mày giết người không có ở tù thì giết lần trước. Trời ơi. Lan nghe sợ nó chạy. Lan ngày mai nó nghe nó chuyện gì nữa đó. Bởi vậy kệ nó. Chuyện nó. Mời mời xuống sớm nhà tôi có ông anh tôi nữa kìa. Vậy mai đi nữa hả? Có tài mới nói thiệt chứ, để giờ chị làm công chuyện mà chị giao hàng cho người ta, mai chị đi nữa. Dạ. Chứ thiệt đó chứ không phải như nó đâu, mà nó ngồi ở nhà mà nó tối ngày nó có chịu. Không. Chị này xe này ra đền thờ luôn. Chị chúc chị qua có qua nhà đi Lan chị một rượu uống không? À, chị có nếu mà nó có bán rượu đà thì chắc chị cũng xin một lít về cho ông anh chị. Ông anh chị ông rà hay lắm. Cái Đinh Lan. Trời ơi. Chú ơi, ông chừng con ông qua bà nói ông mua đó nghe. Mày nói nhìn kỹ mày cũng đẹp mà mày bị điên. Tao ở gần Biên Hòa này Lan. Tao giúp cho mày ăn vé luôn Lan ơi. Cái trời ơi mày điên vừa thôi Lan ơi. Cái gì mày cũng nói hết á. Mày 100 điều nói cái gì mày cũng nói hết á. Thua Lan nha. Thiệt á. Lan giờ chỉ có nói thiệt thôi, chỉ có một con đường. Mày giếm Lan. Chị chiếm Lan ơi Lan. Cái gì nó cũng nói con cái không lo mà tối ngày trời ơi nó vui ra đủ cái chuyện làm nó vui khống người ta đủ thứ mà người ta không có cái gì mà nó vui khống mà nó điểm. Gì là chị Việt Nam đang sang tên đổi chủ nè. Sang qua tên mày nè đây Lan ơi. Lan mày Lan. Sang qua tên. Sang qua tên Đinh Lan ha. Vậy sang qua tên mày nè Đinh Lan. Lên đây tao. Trời ơi làm em tưởng nó có Đinh Lan chạy chiếc. Lên đây pha nam mộ đóng cho mày ngượng cái dấu. Đóng vô cái mỏ mày đó Linh Lan ơi. Trời ơi. Quá trời Lan luôn. Rồi cảm ơn Lan chị chỉ toàn là Lan làm. Là tối ngày Lan cứ lo làm không chứ Lan không có làm. Lan là thì cứ... Lan là. Lan là. Nó không có ngủ. Ban đêm nó thức câu mà nó rình. Đúng rồi, nó thức tới đâu 6 giờ sáng đó. Sao chứ mấy tao trổ nóc nhà tao vô sao. Trời ơi, nó phải thức nó theo dõi chứ mấy tao họ trổ vào nóc nhà. Vú riết người ta bắt nó được người ta trổ nóc nhà. Tao không có vô, tao hốt nó chứ nhìn sao giờ. 6 giờ sáng là bắt đầu nó ngủ tới 2 giờ chiều. Bởi vậy. 2 giờ chiều là nó làm việc mà không biết nó làm gì. Bởi vậy. Trời ơi, nó có làm gì. Nó tự nó. Tối nó hứng nó bán rượu đà. Bởi vậy. Ngủ về á. Rượu đà. Rượu đà. Nó giờ cũng đâu có chồng đâu, chồng Canada, chồng Mỹ, chồng đủ chỗ hết mà không có thấy thằng nào hết á. Vài bữa cái nó đưa lên, bữa nó mới có thằng nào ông nhôm nhất đó. Vài bữa rồi biết giờ nó mất mẹ này. Nghe nói là lấy chồng trẻ tuổi không à? Trời ơi. Trẻ mới chịu. Bởi vậy. Không biết có phải không vậy được không hay cứ làm bộ tung thôi. Không lấy chồng đâu, thấy 4 đứa con rồi đó. Nó rồi, nó cái tình trạng vậy á, khi mà đổ bể ra là người ta hốt nó trước chứ đừng khỏi cần ai hốt. Mấy mệnh phụ của nó sẽ hốt nó, phải coi như là thủ tiêu nó chứ đỡ ai. Vậy là giờ là Đại Nam mày sang tên qua cho Đinh Lan rồi nè. Đúng rồi, Đại Nam sang tên cho mày này, lên đây tụi tao đóng dấu phụ cho. Tụi tao làm chứng đóng phụ cho. Đóng vô cái mỏ mày. Mày phải nói là đúng mức luôn, không phải nói thiệt đó chứ. Người ta về người ta cũng chọc ghẹo nó cũng chữ. Ở tiếng gì nó cũng chữ. Nó lên nó chữ từ sáng, từ chữ tới chiều, nó chữ nó
bà bập cái mỏ này giật. Thấy bất cười lắm nè, để ý mà cái nó quên cái gì hả, nó lập bập nó láo là cái mỏ này giật. Ê, kỹ kìa. Mẹ đó chứ không. Nó kỹ lắm, nó lên nó cứ vú à. Đúng là có cái kênh nào nói cái ghế không bằng được cái của người ta nữa mà thiệt á. Mà cứ lên nhảm nhí. Cả cuộc đời chưa thấy được cái viên kim cương ra sao mà nặng lên nói kim cương của người ta vậy kia. Mình làm chưa thấy gì hết, không thấy nào. Mà mình đâu có phải cần gì phải lộ tiếng đâu. Trời ơi. Rồi, tới nơi. Thôi, tụi em tới rồi ha. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Tôi đã khóc rất nhiều. Quá nhiều khổ đau tôi mới thốt ra được những lời. Làm sao đem tới mình em đang đơn côi bất lực. Tôi hoàn toàn bất lực. Và quý vị biết rằng tôi không phải nhà thơ, không phải nhà văn. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường như quý vị. Và tôi đã sáng tác một cái bài hát bằng máu rồi. Tất cả chị em phạm nhân đó đều nghe tôi hát và khóc rất là nhiều. Bây giờ quý vị thấy tôi đang ngồi đây rất là rực rỡ đúng không? Nhưng trong một cái hoàn cảnh đó, quý vị có biết rằng lao khổ nó cần cùng bằng khổ đó. Năm tháng cũng đã đi qua, tôi đã trở về. Đó là những kỷ niệm buồn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng không bao giờ tôi vượt nhẹ. Rất là ý chí, rất là mạnh mẽ, tôi đã vượt lên chính mình. Ở đây tất cả quý vị đều thấy tôi là một người phụ nữ rất là bình thường nhưng không hề tầm thường. Có tư duy, có lý trí và có cả sức sáng tạo. Tôi mới có thể sáng tác được hai bài hát. Và tôi tin chắc là mọi người ở đây vẫn còn muốn nghe bài T30 và tôi đúng không? Tôi sáng tạo cho quý vị bài T30 và tôi. Okay. Em bơi bơi bị ghê, em không bơi chịu ớt mà, em không nhái mà. Em bơi chịu không nha, ớt bị tật nguyền đúng gì đấy không? Bơi lâu lắm mới bơi được. À bây giờ quý vị thích em hát hay là thích em nói chuyện? Chuyện ha cô ơi. Nói chuyện cảm ơn mấy anh YouTuber nè. Nhưng mà tính chắc là ở đây không có YouTuber rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đa số ở đây là chắc là chính nghĩa chứ không có lương lẹo gì vô đây đúng không? Dạ. Đúng không quý vị? Có lương là xử luôn. Làm lỗ lương luôn. Quý vị thấy không? Em cái viên hột xoàn em 45 gara không chịu. Em phải 65 gara vẫn có chịu không. Em tự thưởng cho em nha quý vị. Thôi thì em phát bài. Ở đây mọi người thích nghe bài gì? Tới luôn. Tới luôn hả? Em ung dung trong nhà tự nhiên con mang ghé thăm. Ở trong An Phước anh em mấy đứa hát vậy đó không gì? Thì ghé thăm nó vô An Phước đúng không? Rồi ok rồi tới luôn. Cái gì thấy em đẹp không? Đầu tiên thì tôi nói về tôi. Rồi sau đó tôi nói về những chị em tử tù. Vì là đối với họ là không biết sẽ ra đi vào lúc nào. Cái chết luôn chờ đợi họ. Và đa số cái đi tù 90% là ma túy. Từ 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm trung thân rất nhiều. Có một dịp nào đó thì tôi sẽ chia sẻ với chị em những người, những cái kết quả của những người buôn bán ma túy nó ra làm sao. Ma túy là một vòng tròn nhân quả gieo cho người khác bao nhiêu cái điều tan nhà nát cửa, cho xã hội bao nhiêu hệ lụy thì cái giá họ trả là tù tội, là chung thân, là tử hình, là bao nhiêu cái cũng từ ma túy. Nên chúng ta sống phải sáng suốt. Chỉ cách một nốt nhạc là chúng ta có thể đi tù. Quý vị phải biết rằng ma túy là một trong những cái mà nó làm tan hoại, tan nát bao nhiêu gia đình. Và tôi đã chứng kiến những người còn rất là trẻ mà đã mang cái bản án chung thân tử hình 20 tuổi, án 20 năm, 26 tuổi mang án tử hình. Nói sao cho hết những cái khổ đau khi họ đã vướng vào đạo lý. Nhưng chính họ là những người gieo tất cả những gì đau khổ hệ lụy cho một cái xã hội. Tôi không lên án, không cổ xí,
nhưng tất cả những cái điều mà họ gieo ra mà họ phải gặt lấy và nhận lấy những hậu quả rất là đau thương cả cái mạng sống của mình. Và đặc biệt một điều như quý vị, tôi thấy những người bị bắt vì ma túy á, đa số đi tù chẳng ai giảng của thiên cả địa hết, chẳng có người nào mà đi mua ma túy mà vô cùng mà giàu có hay gì đó không có. Vì là sao? Cửa vô cửa trước không có cửa sau, chơi một mẻ lớn hốt một trái hốt liền. Cho nên cái giá của ma túy trả rất đắt. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cố gắng làm sao không đừng cái vi phạm pháp luật, nhất là ma túy, đừng bao giờ va chạm với nó. Và tôi kể một câu chuyện nữa, quý vị có tin không? Có những người đi tù nói tôi gì nè: em đi tù em phải cảm ơn em đi tù, vì em đi tù em mới dừng được cuộc chơi, nếu em không đi tù thì cuộc đời em giờ này không biết đi đâu về đâu, vì em bị nghiện quá sâu rồi. Vào trong trại giam mới cai được, tự cai rồi tự sinh tồn. Còn nếu không đi tù có đôi khi là tan nát cả cuộc đời. Em đi tù em phải cảm ơn em bị công an bắt, em đi tù em còn em ngày hôm nay. Quý vị có tin điều đó là có thật không? Vì bên ngoài em quá nhiều điều kiện, nhưng người ta hư hỏng. Vô trong tù rồi là có điều kiện để cai nghiện, có điều kiện để cải tạo, để phục hồi lại giá trị nhân phẩm. Có những cái cuộc đi tù mà phải mang ơn, đúng không quý vị? Cái hạn như tôi đi tù tôi cũng phải mang ơn, biết đâu tù tội tôi mang cái mạng sống của tôi nè. Ai đâu cái gì? Tôi ông ngoài biết đâu tôi chết rồi, tôi biết được. Trong phước có quả, trong quả có phước. Thôi thì chuyện gì qua rồi thì nó sẽ qua, nhưng mà đâu đó nó còn vương mang trong tôi rất là nhiều điều. Nếu mà chị em phụ nữ đi tù thì thôi rồi, đa số là trùng cặp cô hết, tan nát gia đình. Thôi chia sẻ với quý vị về tiếp quý vị nghe nha. Quý vị nghe muốn nghe bài gì nè?